Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng mình tiếp tục tô tranh cắt nhiều màu sắc và học các màu nha. Hôm nay chúng ta sẽ tô màu tranh cắt bạn Na đang ngồi đọc sách nha các em. Đầu tiên là ngôi sao này chúng ta sẽ tô màu gì các em nhỉ? Màu xanh da trời. Màu cam. Màu cam. Màu hồng. Màu hồng. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu trắng. Màu trắng. Màu nâu nhạt. Màu nâu nhạt. Màu vàng. Màu vàng.
Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Màu đen. Màu đen. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bức tranh thật nhiều màu sắc rồi đó các em. Cảm ơn các em đã theo dõi video, nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận thông báo mới nhất nha.